Đã chưa? Cái cây bên đây mới đã. Đó. Nắng là nó chịu xuống đất luôn rồi. Wow, trái mà nó nặng á. Nó chịu xuống đây. Cái màu. Dung cây cao from tree village go. Cái này có hủ muối đem theo nữa, hết sảy luôn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình sẽ vào farm Cherry Avenue để mình hái cherry. Hiện tại đang là 8 giờ sáng, đi hái cherry thì nên đi sớm. Thứ nhất là nó sẽ đỡ kẹt xe, và thứ hai là hạn chế tình trạng đông người mình phải xếp hàng để mình mua cái giỏ để mình hái cherry đó. Với lại thời tiết nó sẽ mát mẻ hơn. Mặc dù mình đã đi 8 giờ sáng, là khoảng hơn 7 giờ, 7 giờ mấy mình đã từ nhà mình đã lái xe lên đây. Thì trước mình khi mình đến đây mình thấy đã có rất là nhiều người đã vào hái rồi. Họ đi rất là sớm các bạn. Mình đi sớm vào, khi mình đậu parking á, thì nó có những cái chỗ parking rất là gần cái farm, mình không phải đi bộ xa. Chứ nếu mà mình đợi khoảng 10-11 giờ thứ nhất rất là đông ha. Mình phải chờ ở ngoài và mình phải đậu cút xa cái farm một chút xíu để mình đi bộ vào. Xin chào tất cả các bạn, mình đang ở cái farm cherry. Hiện tại đang là 8 giờ rưỡi sáng. Cái này là Cherry Avenue Farm ha. Mỗi năm thì vào ngày 1 tháng 7 thì họ đã mở cho mình đi hái cherry rồi. Bây giờ mình đang kiếm khu vực để mình hái lựa những trái ngon bên để quay cho các bạn xem. Cái khu vực bên kia thì cũng có người hái, nhưng mà nãy mình lại mình thấy cái trái rất là nhỏ, nó bị già, tại vì với lại nó bị không ngon á, bị sâu nữa, tại vì sau mùa mưa. Bây giờ mình đang kiếm khu vực cây cherry khác để mình vào hái nè, thấy không? Cây nhiều hết rồi. Vậy kiếm cái khác nha. Cái gỗ này là 20 đồng nha. Cái khu cái này cherry nó đi hái cái này mình phải chịu khó len lỏi vào những cái khu vực này để mình hái. Cây này nè, cây này nhỏ xíu, trái quá trời. Đi đi vào khu trong kiếm những trái bự bự ngọt ngọt thôi. Rất là đông, năm nay rất là đông, có
thể là sau Covid bây giờ mọi thứ mình hôm nay mình thấy đi rất là nhiều người hết. Hái giá ăn thử còn ngọt không, để nhựa cây mình thấy ngon đúng mặn. Bây giờ mình sẽ hái, mình lựa trái bự đây nè. Mình hái lấy cái đậu trái này cũng bự rồi mình, cái này luôn đó. Có nhiều khi cái trái đỏ đỏ mà mình nghĩ nó chua mà nó ngọt nha, tùy cái cây thôi. Mình đi vô sâu trong đây thì thấy nó đỡ hơn ở ngoài phía trước nó nhiều. Chín đỏ ngon ghê. Nè các bạn thấy rõ không? Cái cây này nè, cái màu nó không làm thường, tôi nói black cherry rất là ngọt. Cái này thì nó đỏ tươi tươi nha. Của mình mới hái ra được nhiêu đây, được nhiêu đây. Bây giờ thử gắng hái cho nó đầy là xong. Cái cây này rất là ngon ha, dừa già cái cây này ngon, có nhiều trái này. Cái này ăn bao no. Bây giờ mình sẽ đi lại cái cây khác, cây kế nè. Thì cũng cây kế nhưng mà cái trái nó thì đậm hơn. Để mình thử cái ngọt không, mình sẽ hái cây này. Cái này có hủ muối đem theo nữa không? Hết sảy luôn. Bây giờ mình sẽ hái nè. Đó. Mình sẽ hái. Ngọt chứ. Mình lúc mà mình hái xong mình chỉ đứng ở đó thôi. Thì cái mình chờ cái xe lại ngồi chở mà mình ra là xong đó các bạn. Quá trời quá đất luôn. Nặng chịu cái chùm luôn. Cái này mình thò tay mình vô đây đậy luôn. Hai em đó, cái này sinh đôi luôn. Wow, dễ thương quá. Cây kế bên này lùn sủng luôn. Cái này người ta chặt cái gốc mà nó còn cái nhánh nó vươn ra. Cái trái nó kiểu mình ham không mọi người? Đã chưa? Cái cây bên đây mới đã. Đó. Nhánh là nó chịu xuống đất luôn rồi. Wow, trái mà nó nặng á. Nó chịu xuống đây. Wow. Giận quá. Đã chưa? Ở đây mùa hè mình chỉ chờ vào tháng 7 á để mình hái cherry thôi. Cây này thì nó bị hư. Cây này mới dễ thương nè. Xíu à.
có trái nè. Đi sâu sâu nữa nè. Đó, họ có để những cái thang này, nếu mà những cái cây muốn hái cây ở trên đó thì mình lấy thang mình lại mình hái đó. Đó trời. Mọi người vô thêm nè. Đó, quá trời. Cái này gì? Cái lá nè. Như cái cherry ở Việt Nam mà nó. Cái màu nó đi đi cái màu sao pin cherry. Để mình hái cho ngon. Chắc cua à. Cái màu. Yung kain ka from three. Go. Get up. Ngayon, yung under the table, dito sa sana. Dito sa mag-pick. Go. Mag-hawaan na to. Go. Dito. Inside, dito. Cái màu á. Dễ thương quá. Mình đang đi bộ vô khu vực khác nữa đó. Nhiều lắm. Cái khu này là còn đi dài nhiều lắm. Đây à. Chơi được cả ngày cũng được, nó mát hơn là hái dâu á. Có nhiều người hái xong á đem hủ muối nữa, ngồi đây là nó mát nữa, ngồi cả ngày luôn. Wow, mình kiếm được cái cây khác, ngon quá. Thu hoạch đủ cái vỏ cái cherry của mình, bây giờ mình sẽ lên cái xe và chở đi ra ngoài. Thì lúc mà khi ra ngoài các bạn sẽ được kiểm tra cái vỏ cherry đã hái, và nếu mà các bạn nào đem cái túi bự thì người ta sẽ check của mình, kiểm tra của mình bên trong ha. Tại đây này theo cái luật rồi, nhiều người á, tại vì người ta sợ mình đem cái túi ba lô hay gì bịch á, xong rồi mình bỏ cái bịch rồi mình hái riêng cherry mình đem về thì không có đúng theo quy định. Đâm ra sau khi mình đi ra họ sẽ check lại một lần nữa thì mình mới đi ra ngoài lấy xe. Các bạn và quý vị. Có hai có bác tài xế với mình. Hello bác. Hello. Bye cái cherry. Thực sự cái farm cherry avenue này nó rất là rộng lớn, mình đi cả ngày nhiều khi không có hết đâu. Thường mình hái cỡ đi khoảng 10 cây cherry thôi là mình đã đầy được cái túi của mình mua rồi. Táo đây, cái táo đây nó chưa có lớn. Nó chưa có lớn. Ây da. Ôi nhìn xa xa cơ, hai người đang chờ xe đi tới. Mình đi xong rồi. Wow, bên kia chở vô nó kìa. Dạ. Bên kia kìa, thấy không? Ta chở vô cái đường khác. Dạ. Trời ơi, sao xe cờ giấy. Sao xe cờ giấy. Tính ra làm cũng sướng à. Chạy tới. Dạ. Ghê vậy. Hoa cái táo. Ờ. Thấy đông không? Xích kia hả? Chọc mình xích kia. Để nó gỗ đi luôn.
Khi kiểm tra xong thì bây giờ mình đi ra ngoài lấy xe và kết thúc một ngày hái cherry của farm ở Canada. Hy vọng các bạn thích video, có những cái phút giây thư giãn cùng mình vào tham quan và hái cherry một ngày mùa hè ở Canada. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye, chào, tạm biệt các bạn.